Trung tuần tháng 7 năm 2020, làng bóng đá nội rúng động trước thông tin 11 cầu thủ trẻ của U21 Đồng Tháp bị FIFA cấm thi đấu trên phạm vi toàn thế giới trong 6 tháng. Lý do đến từ việc các cầu thủ trẻ của bóng đá xứ Sen Hồng đã tham gia bán độ trong trận đấu ở vòng loại U21 quốc gia cách đó không lâu. 11 cầu thủ này đều là những tài năng sáng giá của bóng đá Đồng Tháp, từng vô địch các giải trẻ quốc gia từ U13 cho đến U19, nhiều lần có tên ở các đợt tập trung của các đội tuyển trẻ quốc gia. Một trong số đó có thủ môn Nguyễn Nhật Trường. Vì cái suy nghĩ bồng bột của tôi trẻ mà không nghĩ đến cái hậu quả về sau, với lại nhìn về cái đồng tiền thời đấy nó làm cho tuổi trẻ bọn em mờ mắt, nên bọn em đã một phút nông nổi mà đã dính vào cái vết đen của sự nghiệp của bọn em. Trong cuộc đời thì có lẽ là sẽ có vấp ngã, nhưng mà cái khâu bạn vấp ngã rồi mà biết đứng dậy hay không thì thuộc trách nhiệm của các phụ huynh và các cơ quan chủ quản, cũng như của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và nhất là cũng như ban kỷ luật, để đưa ra cái bản án như nào các cháu thấy nhận thức được cái sai của mình để tu dưỡng rèn luyện. Đấy là con đường tốt nhất, mà đấy mới là đưa ra cái bản án nó phù hợp. Và cái công tác kỷ luật đây cũng là một cái để góp phần cho các cháu nó vấp ngã rồi, xử lý rồi, để nó đứng dậy, nó làm lại cuộc đời mới là tiêu chí. Khi nhận cái án phạt này, trong đầu em rất là áp lực một khoảng thời gian rất là dài. Vì một phần là buồn vì mình đã làm cho những người kỳ vọng và những người yêu quý ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian dài của bóng đá trẻ, đặc biệt là ba mẹ đã phải thất vọng về mình. Việc phải rời xa trái bóng là điều mà không một cầu thủ nào mong muốn. Hơn thế nữa, điều này lại không đến từ những lý do chuyên môn như chấn thương hay phong độ, mà nó lại xuất phát từ những câu chuyện bên ngoài mang tính tiêu cực. Nên 6 tháng bị kỷ luật là những tháng ngày gây ám ảnh với một cầu thủ khi đó mới bước sang tuổi 20 như Nhật Trường. Em cũng tự ti, em cũng không dám đối mặt với xã hội nhiều. Vì lúc đấy nhiều người còn tin tưởng em và nhiều người họ hết tin tưởng. Họ nhìn mình bằng những cái cặp mắt khác. Cái thời điểm đấy là em ít khi ra ngoài, có suy nghĩ là sẽ con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình đến đây là hết duyên rồi, chắc phải xin về để làm việc khác. Nhưng mà có ba với mẹ ở sau lưng, với lại lãnh đạo của tỉnh cũng rất là tạo điều kiện để cho em quay trở lại, nên em cố gắng để em không phụ lòng mọi người. Không phụ lòng mọi người là động lực, là lý do để Nhật Trường không bỏ cuộc. Vòng chung kết U21 quốc gia 2020 là giải đấu đầu tiên thủ thành cao 1m76 này trở lại sau án kỷ luật. Áp lực rõ ràng là điều mà anh gặp phải trong hành trình cùng đội bóng quê hương giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đấu. Tâm lý em ra sân cũng rất là sợ. Sợ mình một tình huống nào đấy sai lầm thì họ lại nghi ngờ và lôi lại chuyện cũ của mình ra. Nên em cố gắng tập trung hơn 100% sức, đặt rất nhiều những câu hỏi trong đầu. Khi trở lại thì mình phải thể hiện như thế nào, và khi trở lại mình phải thi đấu ra làm sao để mọi người nhìn mình để tin tưởng mình trở lại. Trong bối cảnh bóng đá Đồng Tháp vẫn đang ngụp lặn ở giải hạng nhì, các huấn luyện viên của đội trẻ không muốn bỏ phí tài năng của Nhật Trường nên đã giới thiệu anh ra đội hạng nhất Phú Thọ. Đây cũng là những bước đi đầu tiên của cầu thủ này ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Lần đầu tiên tiếp xúc thì mình cũng nhìn thấy là bạn Trường là có tố chất chơi được trong cái giải hạng nhất. Chỉ vì trước giờ bạn chỉ chơi mỗi trẻ thôi. Điểm mạnh của cậu ta là phản xạ này, và cái phán đoán tình huống, điều tiết và chỉ đạo dàn hậu vệ trước cái mặt bạn đấy ấy. Có một cái khác biệt so với những cái thủ môn mà mình đã từng làm qua là rất là nhạy bén trong cái việc là phán đoán và xử lý quả bóng khi mà đối phương người ta tạt vào. Dù được đánh giá cao về chuyên môn như vậy, nhưng quãng thời gian đầu của thủ môn người Đồng Tháp tại đất tổ cũng không phải là dễ dàng. Ba vòng đấu đầu tiên, vị trí của thủ thành 22 tuổi là trên khán đài, khi anh còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Phú Thọ. Nói chung thì em cũng rất là khao khát được vào sân, nhưng mà phải ở vị trí thủ môn số 3 thì em cũng rất là thất vọng. Nhưng mà em lấy cái đó làm động lực để em cố gắng em tập từng ngày để em có được vị trí thứ nhất. Trong vài thanh chơi khoảng 3-4 trận thì không đạt yêu cầu thì là mình phải thay đổi bạn Trường vào. Thì bạn đã rất là đáp ứng cái kỳ vọng của ban huấn luyện và cũng như là tất cả anh em ở trong câu lạc bộ.
cũng trở về với vị trí của Văn Đạt. Minh Bình, sự xuất sắc của thủ thành Nhật Trường, một tình huống ra sếp tổ chức tấn công hay nhưng chưa đủ may để đánh bại được thủ thành Nhật Trường. Ôi, không vào. Một pha cứu nguy xuất sắc của Nhật Trường. Một pha cứu vừa xuất sắc của thủ thành mang áo số 88 bên phía câu lạc bộ Phú Thọ. Nói chung là bạn Trường bây giờ bạn làm cho ban huấn luyện và anh em trong cầu thủ là đã yên tâm về cái vị trí thủ môn của câu lạc bộ. Trong vòng khoảng 2 năm nữa Trường đủ khả năng để lên V-League chơi. Trước đây em đã từng có những sai lầm trong tuổi trẻ và em muốn đặt mục tiêu cho bản thân mình là phải có tên của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia sắp tới để gạt bỏ hết những cái nghi ngờ của mọi người và mong cái điều đấy làm mọi người tin tưởng về cái nỗ lực của em hơn.